Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đến với mọi người cái clip mới thì không có mới đâu, nãy mới quay clip kia là quay luôn clip này đó, tại chào cho vui thôi. Thì mọi người thường hỏi em là có hồng leo nhập hay không, thật sự ra là có, nhưng mà hồng leo nhập về sống là chắc chắn là phải sống, nhưng mà mình phải dưỡng ở vừa mình khí hậu ở Việt Nam nắng mưa thoải mái ít nhất là khoảng 4 tháng. Bây giờ em có tung ra thị trường là khoảng 4 đến 6 cây, là thật sự ra là cái này em nhập trước Tết nha mọi người nha, em dưỡng văn tính trước qua Tết là bán được, nhưng mà thật ra là cái đợt dịch cho nên thôi em làm thêm một lần bông nữa, bây giờ là chắc chắn là cứng rồi nè. Mọi người thấy không, nó đang ra bốn cái bông nè. Em bao mọi người nếu mà về nhà mình tưới ướt giùm em đầy đủ nha, em hướng dẫn không bao giờ rụng cái lớp bông này ha. Còn nhập về rất là đẹp, nhiều bông hơn cái này nhiều lắm, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ rụng bông. Và mọi người để nở hết cái đống bông đó là cây chết luôn, tại vì nó hút hết dinh dưỡng của cái cây, bên kia người ta xài thuốc mà. Rồi cái này mọi người thấy không, vô cái chậu là vô chắc chắn luôn, hồng này là hồng leo 100% hàng nhập bông nè. Lớp này nè, thấy ham không? Mình giao về tới nhà là mình cắt cái bông này đi để cho anh dưỡng cái lớp này nó ra. Mà em bảo nè, bảo đảm với mọi người giá em đưa ra là rẻ hơn chỗ khác. Thật sự ra mà nói là rất là rẻ. Giá công khai luôn 650.000 một cây. Ủi bự vậy nè. Đó, nhập 100% nha. Không phải Việt Nam. Nhập về là không có cái chậu vậy, chậu nhỏ hơn, nhưng mà phải ra cái bầu lớn. Rồi em để cho nó ngoài nắng ngoài mưa giống vậy nè, cắt lá làm bông lại đàng hoàng cho mọi người hết. Về nhà chỉ việc tưới nước bón phân định kỳ thôi, không thì mình xài hữu cơ đâu này nọ đơn giản là được rồi, tại vì đã thuần rồi, cái này gọi nôm na là em thuần nữa rồi, cho nên là mọi người yên tâm. Nhiều người mua hồng leo giá nhiêu thì em không cần biết, em không có biết được, nhưng mà mọi người mua hồng leo nhập về cũng giống vậy luôn, nhưng mà người ta không có thuần cho mọi người thì mọi người về trồng hết cái đặc bông đó là nó chết. Nhiều khi người ta họ khách lợi em hỏi phân nào bón vô, thật sự em cũng không biết phân gì để bón cho nó, tại vì cái bước ban đầu mình đã sai rồi thì mình có bón thì nó cũng sẽ sống, mình không có đẹp. Còn cái này mọi người thấy không, màu cứng luôn, lắc vậy không rụng cái lá luôn, này là lá non mới ra hết á, em làm lá em cắt xét với đây em làm lại á. Cái này là nói chung là dướng cái đợt dịch đó mọi người, cho nên không có đi được, cho nên bây giờ nó còn mấy cái này rất là cứng luôn. Này là dưỡng lố tuổi luôn rồi đó, dưỡng 4 tháng là ra rồi, này dưỡng 6 tháng hơn rồi, cho nên em còn khoảng 6-7 cây gì đó. Mọi người nào mà có nhu cầu thì ủng hộ em, thì số điện thoại em cũng là như cũ thôi, 0359 397659 mọi người ha. Thì bây giờ là nó còn khoảng là năm nay là khoảng 4 cây là đẹp tuyệt vời, mọi người cần 4 cây là ok đẹp, còn lại 2 cây thì nó hơi lép chút xíu, có nghĩa là nó chưa có ra bông nhiều á, thì năm nay nó khoảng 6 cây. Thì đó, bây giờ em xin giới thiệu với mọi người là cây hồng leo ha. Thì sẵn ở vườn cho nên quay luôn, nó hơi tối mọi người thông cảm nha, mấy anh em kế bên bật đèn pin cho nó sáng, chứ vườn nó đâu có đèn đâu, phút trong nhà gần gần thì có đèn, chứ giờ không có rồi. Cao rồi chắc nó cũng ăn hơn 1 mét á, tại nếu em mét 6 mấy mà nó đứng ngang ngang dài em chắc nó cũng ăn hơn mét, cả mét 1 mét 2 đó, rồi mọi người về trồng mới cao lên nữa. Cái này là nguyên nhập nguyên cây 100% cho mọi người, chứ không có trồng ở đây nha. Thì cuối clip em xin gửi lời cảm ơn đến cô dì chú bác anh chị em thời gian qua ủng hộ em, mà thì em xin gửi lời gửi cái hình ảnh cái bông hồng này tới những anh chị nào mà đang cần và đang có nhu cầu thì ủng hộ giùm em, hoặc là những cô chú nào có ấy thì coi clip cho nó vui tham khảo và cho nó vui ha. Thì xin cảm ơn.